Anh vô thử đấu múa không? À, hay nè. Nên em hỏi là em lấy đâu là chim thú thần mà để giao lưu cho em á. Thì hôm nay là em lên mỗi clip là em đi thu một thú thần của một anh ở gần nhà em, cái người trong tỉnh thôi, cũng khác thường rồi. Là đây là một chú chim đó, với các chim là hay là thần và chim đây là hót. Đây là một trong nhiều chú chim em đã thu của người dân. Con này giọng nó cũng hay đó hề. Hay chứ anh. Nãy nãy clip nãy là nó tại vì nghe hết giọng. Em quay dài em quay được. À, bữa nay đi mua chim nhà anh ơi, em hay làm clip cho nên là hay đi quay. Nó hót giọng nhiều lắm, nhiều giọng lắm. Được cái chứ hót hay chứ. Chắc là mua máy thì phải về ốc máy cho thử. Con này thì cần đưa cái điện thoại, vương cái điện thoại hình con thứ phát là nó múa. À, hay anh vô thử nó múa không? À, hay em nuôi lâu rồi mà con này mình nuôi nuôi lâu rồi mà. Dạ, không, con này hay đó. Các bạn vợ mới sinh em bán đâu thích đâu muốn bán rồi mà. Đây nha anh em, mình đi mua khứu trực tiếp tại nhà của anh đây nha. Đây anh em hỏi khứu thần ở đâu ra thì khứu đây nha. Dơ lên đó. Nhìn này con này ok. Và đây là khi em nói về nhà mình nha. Anh em thấy cái chim này hay không? Cầm trên tay là vẫn hót bình thường. Hót thì vui, rất là đẹp. Em này thì đã được bảo tồn rồi cho anh em. Mình đăng clip lên đây cho anh em xem. Xin cho vui về tham khảo. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, đã ủng hộ kênh xin cảnh của mình nha. Anh em nào thấy yêu quý thì cho xin cho mình xin một like và một đăng ký nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.